Đời sống của người dân U Minh nó thay đổi rõ ràng nhé so với ngày trước này. Ngày xưa để đi vào đây ấy, người ta chỉ có một cái cây cầu nhỏ thế này thôi. Đấy, bé tí này, bây giờ là cầu ô tô vào được luôn đây này, thấy chưa? Cổng thì rất nhiều những cái cây cầu đã được lắp cổng chính giữa luôn, có đèn năng lượng mặt trời. Thấy chưa? Ô tô đi vào. Đây. Ngày xưa thì là khi mà chắc là tiền còn ít thì chỉ làm được những cây cầu nhỏ nhỏ này thôi, nhưng bây giờ cây cầu to đùng này thì ô tô có khi ô tô mua bay hôm của mình đi cũng đi vào qua được nhá. Đấy, dọc ở đây rất nếu mà nhìn xa xa rất nhiều các cây cầu kiểu như thế này. Đấy. Cho nên nó thay đổi hàng ngày. Những người mà ở mãi một cái nơi là không đi đâu sẽ không hình dung ra được. Trong này á, cả một cái vùng rộng lớn, người ta có rất nhiều thứ. Thấy chưa? Ngày xưa mà công tử Bạc Liêu là bảo mới có được mấy bao nhiêu ruộng vườn thì ở đây rất nhiều người cũng có như thế này nhá.